Một căn nhà mới nằm gần bến xe buýt Thăng Long. Cái vị trí này là nó gần hướng quận 8, gần Sài Gòn nhất luôn, chỉ cách quận 8 tầm 25 phút cả nhà. Theo tuyến đường quốc lộ 50, từ cầu Ông Thình chạy xuống cây xăng Tân Kim là tới vị trí căn nhà này ha. Căn nhà này của mình là thuộc hướng quốc lộ 50 Tân Kim, Quốc Cần Giuộc, Long An, giáp ranh với Sài Gòn, với diện tích căn nhà là ngang 4 và 20 hướng Tây. Nhà mẫu mã rất là đẹp, mới xây luôn, đường ô tô đến tận nhà và nhà mình có sân đậu ô tô với tổng mức giá là 2 tỷ 650 triệu. Được thương lượng đất ở đô thị ngay cả nhà nha. Pháp lý rõ ràng và kết cấu căn nhà bên trong của mình á là có nội thất rất là đẹp mà sang và được 4 phòng ngủ cho gia đình ở đến 8 thành viên. Xin mời cả nhà cùng em vào bên trong để cùng xem nhà nhé. Thì cái bên vẫn công trình vẫn đang xây tiếp tục là một căn nữa, và khu vực ở đây thì dân cư khá là đông vui. Đường thì thông thoáng luôn cả nhà. Dân thì đông và đèn lên vào buổi tối á. Căn nhà của mình rất là đẹp luôn, với tông màu cà rốt, điểm nhấn là sáng ha, màu sáng rất là đẹp luôn, cà rốt ha anh chị ơi. Và phía trước mình ở đây thì có một cái bồn hoa nè, để mình trồng những cây cảnh ha, có mảng cây xanh. Sân vườn có gốc chiêu rất là đẹp. Với căn nhà mình khi bước vào nhìn rất là ấm á cả nhà, ấm lắm luôn. Đây là được tặng một bộ ghế sofa tông màu trắng tím. Bên đây là trần thạch cao và có đèn chùm sang trọng ha. Và kế bên đây thì mình sẽ có một cái kệ tivi cũng chà bá chà bự luôn á anh chị. Với một mẫu nhà nhìn sang mà 4 phòng ngủ, không gian thoáng rộng mát mẻ, mặc dù hướng Tây nhưng em thấy buổi sáng rất là mát mẻ luôn cả nhà nha. Nhìn rất là sinh động, kết hợp với những cái viền đèn led với đèn cầu thang thắp sáng căn nhà, ngôi nhà ước mơ. Và mức giá này bên chủ đầu tư có thương lượng với khách thiện chí, thì mình cứ đến xem nhà thực tế và cần thương lượng thì cứ kết nối bên em để được thương lượng giá luôn ạ. Khu vực ở đây thì dân cư đất là đông rồi nên anh chị mình không có lo buồn bã vắng vẻ, vì nó gần hướng quận 8 quốc lộ 50. Tại ngay vị trí này thì gần Sài Gòn nhất hiện nay, nên anh chị mình có cần mà tìm nhà gần Sài Gòn thì đừng bỏ lỡ qua cái mẫu nhà ngày hôm nay mà bên em đang quay thực tế với cả nhà mình ơi. Nhà mình thiết kế có giếng trời, giếng trời ở phía trên, nhưng nhìn căn nhà của mình á nó rất thoáng mát và đẹp, với bậc cầu thang điểm nhấn là gạch đồng tiền rất là đẹp luôn cả nhà ha. Và ở đây chúng ta có một cái tủ cầu thang và tủ bếp trên dưới nè. Theo thiết kế chữ L, tông mặt bếp màu trắng và tặng một bộ bàn ghế đá thiết kế từ đá mông bồ rất là sang trọng. Bên đây thì có tủ kịch chân để mình trang trí những chú gấu, vật phẩm phong thủy, nói chung căn nhà rất là đẹp. Phía trên thì có quạt trần nha cả nhà mình ơi. Điện của nhà nước và nước của thì cục nước cực kỳ mạnh luôn, với bồn inox 3.4 cực kỳ to, hàng xịn sò, không có bị rỉ sét á cả nhà. Và đây thiết kế cho mình là một cái phòng ngủ ở dưới có đường hỏng máy lạnh lắp sẵn với cửa phòng ngủ của mình nè, rất là sang xịn sò, được thiết kế làm từ composite model mới nhất hiện nay. Đây căn nhà mình có cửa sổ đầy đủ luôn ha anh chị, trên thì có nhấn viền chỉ. Và phía sau đây thì có không gian trống để mình phơi quần áo và nhà vệ sinh của mình nữa nè anh chị nhé. Đó, và nhà mới xây dựng nên chưa có dọn dẹp vệ sinh. Ở phía sau đây nhà vệ sinh cũng khá là to rộng, với gạch đồng tiền đầy đủ công năng, kính và bồn rửa tay cả nhà nha. Rồi xin mời cô chú anh chị cùng em lên trên lầu. Nhà mình được cái là 4 phòng ngủ lận nha. Hiện nay thì tất cả đa phần là bên chủ đầu tư xây dựng có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Nhưng với căn này, mặc dù nó ngang 4 dài 20 nhưng nó được 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, không gian riêng tư. Và nhà mình có thể ở lên đến 8 thành viên cho đại gia đình. Nào mà có đông người thì chúng ta đừng vội bỏ qua cái mẫu nhà này, rất là dễ thương. Vừa gần Sài Gòn mà vừa đẹp và đủ công năng luôn anh chị nhé. Khi bước lên cao trần trệt của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là hai cái giếng trời và có cái đèn rất là dễ thương nè anh chị nha. Giếng trời thông thoáng nhìn nhà không có bí. Đầu tiên thì mình sẽ thấy được là phòng ngủ đầu tiên có cửa sổ rất là thông thoáng nè, đường ống máy lạnh lắp sẵn quá tiện lợi. Đối diện là một cái bức tranh 3D sang trọng bắt mắt. Phòng ngủ của chúng ta rất đẹp á cả nhà. Sang trọng luôn nè.
Rồi đây thì chúng ta sẽ có căn phòng ngủ kết hợp với nhà vệ sinh ở bên cho bên ngoài, ốp gạch full luôn, kịch luôn, đẹp luôn. Và có căn phòng ngủ tiếp tục cũng có một cái bức tranh đầy đủ đường ống máy lạnh lắp sẵn, cửa sổ thông thoáng, nhà cao tầng không có bị bí bách ha anh chị ơi. Bức tranh sinh động cho căn phòng ngủ quá là dễ thương luôn. Rồi tiếp tục sẽ là căn phòng ngủ thứ ba trên lầu 1, rất là đẹp luôn cả nhà. Nhà mình có 4 phòng ngủ, wow, căn nhà xây dựng rất là to luôn, đường ống máy lạnh luôn, phòng thì to này nha, đó. Cửa cũng khá là sang trọng. Mức giá thì yêu thương, tranh thủ nhanh lên chốt căn này đi anh chị, chỉ có 2.650.000, có thương lượng trực tiếp bên chủ đầu tư luôn, nên anh chị mình cứ xem nhà kết nối với bên nhà vườn Tâm Nguyệt để được xem nhà trực tiếp và sẽ được thương lượng với mức giá siêu rẻ nhất thị trường. Chúc cả nhà xem video thật nhiều vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình yên và hạnh phúc. Xin chào.